Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Soccer TV. Hôm nay Soccer TV muốn chia sẻ cho các bạn một dòng đen rô nắng được rất là nhiều người yêu thích. Và bữa nay mình sưu tầm được cây giống rất là đẹp. Em này điểm nổi bật nhất của dòng đen rô nắng đó chính là cực kỳ là dễ trồng, siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng, mắn đẻ, rất là ít bệnh tật. Và điểm nổi bật nữa đó chính là về hương thơm. Em này có một mùi hương thơm rất là dễ chịu. Mùi thơm của em này rất là dễ chịu. Và vườn mình thì có một cây là trồng em đấy là, đấy các bạn thấy không, lại có bướm bay qua vườn. Có một mặt bông. Em này chơi được gần 3 tháng này và em mới đang chuẩn bị tàn rồi. Và mình muốn chia sẻ cho các bạn chuẩn cái mặt bông. Chia sẻ xong mình sẽ ngắt đi. Đây chính là cây mặt bông của cây dendro chuối, hay gọi là dendro bờ ná nà. Đó. Đây này các bạn này. Màu vàng mix với cả màu trắng, tông màu rất là sáng. Chơi bông được khoảng là gần 90 ngày các bạn nhé. Gần 90 ngày. Hương thơm nhẹ. Dòng này không phải là hương thơm đậm đà đâu, thơm nhẹ. So với liễu với pen thì em này là đứng thứ 3. Rất là thơm nhẹ, dễ chịu. Mặt bông chuẩn như thế này các bạn nhé. Thì còn đâu những cây mà mình chia sẻ cho các bạn là những cây như thế này nè. Đó, rễ xanh nè. Và đặc biệt là cái thân của nó rất là to. Người ta gọi là to như bắp chuối vậy. Các bạn để ý kỹ nhé, cây của mình trồng này cũng không to bằng cây mình chia sẻ với các bạn đâu. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn rõ chứ. Này, to gầm gấp đôi luôn đấy. Và em hiện tại đang chuẩn bị ra ngồng tiếp này. Vẫn không to, thân không to các bạn được. Lô này mình rất là ưng ý cái cây đen rô chuối. Rễ xanh, to như bắp chuối luôn này. Tất cả đều là thắt ngọn hết rồi. Các bạn nhìn thấy cái mắt sưng của em đấy không? Mắt ngủ sưng hai bên này. 1, 2, 3, 4 cái mắt sưng này này. Tương ứng là sẽ ra 4 cái ngọc luôn á. Thì hiện tại cây đen rô chuối là bên mình chia sẻ giá là 65.000 mà thôi. Xin nhắc lại là giá chỉ có 65.000. Và tên thì mình sẽ viết dưới cho các bạn, nó tên là chuối. Em này có một cái tên khác nữa, đó chính là tên quốc tế là đen rô nắng bờ ná nà. Bờ ná nà chúng ta tạm dịch sang tiếng Việt đó chính là chuối. Đây các bạn thấy thắt ngọn không? Các em sẽ chuẩn bị cho ra bông. Bên mình bán hàng sẽ bảo hành chuẩn mặt bông của cây đen rô chuối là mặt bông như thế này. Đó, màu sáng, hương thơm dễ chịu, cực kỳ là dễ trồng, ít bệnh tật. Và các bạn có thể là để nguyên sơ dừa, hoặc có thể là bóc chút xíu ra, các bạn chèm thêm than hoặc là vỏ thông size nhỏ chèn, và 2 ngày sau mới được tưới nước. Các bạn tưới nước thì tưới nước vào gốc giúp mình, hạn chế tưới lên lá nhé. Bên mình sẽ cố lựa cho các bạn những cây to khỏe là cái điều chắc chắn mình làm được. Và tất cả đều đã thắt ngọn. Đây, chuối đây, rễ đây. Rễ trong sao? Này các bạn thấy này. Cây này thân thủ rất là to. Nhà vườn trồng lô này rất là đạt. Cây to khỏe mà lại giá lại chỉ có 65.000 mà thôi. Các bạn mà mua 5 cây mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn. Các bạn mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, phí ship là 40.000. Các bạn có thể gom đơn, các bạn mua thêm có thể là pen soda, bò tím hoặc bà liễu xưa. Miễn là sao các bạn mua đủ 5 cây. Các bạn thấy quay ở dưới vẫn còn thấy bướm bay này. Gom làm sao đủ 5 cây, bên mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn. Điểm nổi bật của cây đen rô chuối đó chính là thân thủ to. Đó, khỏe, dễ trồng, siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng, bông chơi được 8 đến 90 ngày mới tàn. Và đặc biệt là có một cái hương thơm rất là dễ chịu. Bây giờ mình sẽ ngắt đi nhá. Mình ngắt đi mình sẽ dưỡng cây. Tối thui vậy trời. Đây, mặt bông chuẩn của em như thế này đây. Mặt bông cũng khá là giống cái mặt bông của pen soda. Pen soda là cánh vàng, lưỡi màu đỏ nâu. Em này thì là ngoài viền thì là màu vàng, ở giữa thì là màu trắng, lưỡi thì là màu vàng chấm hồng. Thơm lắm, dòng này thơm lắm. Đây mặt bông chuẩn của em đây. Cái chỗ này là bị côn trùng nó cắn này, bông cuối rồi đó. Mặt bông chuẩn của em là như thế này. Đó, thân thủ đẹp lắm. Sắp tới Sóc Cò sẽ sưu tầm những cây đen rô nắng hương thơm, đặc biệt là có hương thơm các bạn nhé, để cho các bạn sưu tầm. Đen rô nắng mà có dòng hương thơm thì là
hơi khó sưu tầm chút xíu, mà để sưu tầm những cây nó đẹp này, bộ rễ này các bạn này, có đáng đồng tiền của các bạn không? Những cây này các bạn bỏ 65.000 ra, mình tin chắc là nó sẽ xứng đáng với từng cắt các bạn mua cái cây này. Rễ này, lá này, thắt ngọn này, thân thủ to này, đá không? Em cao khoảng được 30 cm, khoảng 30 cm nè, khủng khiếp không, to như bắp chuối đó, to như bắp chuối. Rễ này, một dòng lan có hương thơm, hương thơm chơi thân thủ đẹp, rễ trồng xiêng bông ra bông quanh năm suốt tháng. Ôi trời ơi, nè các bạn thấy không, cái thân này to chưa, quá đã. Mùi thơm của cây đơn rau chuối rất là dễ chịu. Bạn nào là một fan dòng đen rau nắng hương thơm thì không thể bỏ qua cây đen rau chuối, rất đáng để sưu tầm, giá chỉ có 65.000 mà thôi. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Bên mình bán hàng sẽ bảo hành chuẩn mặt bông cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.